thông báo Hội đồng hương Quảng Trị xin thân mời quý đồng hương xa gần và gia quyến đến tham dự buổi họp mặt Quảng Trị quê tôi 2016 Chủ nhật 5/6/2016 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Địa điểm Lynn Creek Park, Chopulek, 5700 Lethbridge Parkway, Grand Prairie, Texas 75052. Đậu xe 10 đồng, ăn uống miễn phí, các trò chơi giải trí, bóng chuyền, bóng đá, kéo dây, nhảy bao đua, v.v. Thi đấu góp, gây quỹ. Trân trọng, kính mời.